Xin chào tất cả các bác và anh em. Chú em Đồng Nai này thì có gửi cho em chiếc vang số 1080M hàng bãi, nhưng mà nó lại bị lỗi màn hình. Và anh em trao đổi với nhau thì thống nhất là như vậy là dùng khiển để mà sử dụng chiếc vang số này. Thì vẫn sử dụng được các chức năng mốt 1, 2, 3, 4 này. Và nhạc mic vẫn bình thường, FX vẫn bình thường. Thì đối với em thì em làm được các anh em chắc là sử dụng chắc là cũng dễ thôi. Thì bây giờ em sẽ thử là chế độ phổ thông này, là chế độ số 1 nhá. Đây chế độ số 1 này, là chế độ phổ thông này. Thử mic luôn này. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp đến là chế độ số 2 nhá. Đây này, vẫn ấn khiển số 2 này. Là chế độ sáng âm hơn này. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chế độ số 3 là chế độ mà dày tiếng và FX nhiều hơn này. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chế độ số 4 là chế độ dì vợt này. Dì vợt 100% luôn nhé. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ em sẽ thử là hát ở chế độ phổ thông này, chế độ số 1 này. Số 1 này. Bây giờ nhé, nhạc mic thì tăng giảm trên khiển vẫn bình thường thôi. Cho về từ đầu này. Nhạc mic thì vẫn bình thường. Bây giờ sẽ chuyển sang chế độ dì vợt là chế độ số 4 này nhá. Chế độ số 4 này. Bây giờ tăng nhạc lên này. Tình em như núi cao biển cao, bốn phương trời dày đặc. Trời là hoa không sai, thì xin em nhớ cho rằng anh hiến nhiên chiếm hưởng nghèo. Ôi ngồi
rồi để bước về. Ôi uống gì mình đã đôi chén, uống gì mình đã xa hôm đêm, hay là chẳng dạng khói hát là chế độ gì vợt này? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6. Em nghĩ rằng là chú em ở Đồng Nai này ấy, mặc dù là không có cái sự hiển thị để biết được chế độ, nhưng mà qua cái thiển này thì chắc chắn rằng là em làm chỗ này với 4 chế độ cũng khá là hay.